Cái này là bánh khoai môn hay bánh gì vậy cô? À đúng rồi, bánh này là khoai môn đó con, cha con trai. Dạ, đồng giá 20 luôn hả cô? Có 12 ngàn thôi con trai. À luôn, đồng giá 12 ngàn. Cô lấy bánh 12 ngàn, dạ. Cái gì cô lấy cũng bán 12 ngàn cả. Cứ nhầm ở trên Sài Gòn quý vị. Đây ra một hộp nè. À, rau sống. Dạ là con trai. Dạ. Hành phi. Vậy nè con. Dạ. À, ớt nữa. Vậy nè con. Dạ. Cô Lê ra sớm thì cỡ 2 giờ rưỡi cô Lê có mặt ở đây. Dạ. Còn bình thường của cô Lê là 4 giờ tới 4 giờ rưỡi. 2 giờ tới 4 rưỡi. Bán có 2 tiếng rưỡi thôi. Cô Lê bán bánh trong vòng có 2 tiếng à, 2 tiếng rưỡi. Dạ. Dữ lắm là mà bán được nhiều khay nữa không? Bánh lên vậy nè. À bánh chức cao lên. Cho đây mà bây giờ hết rồi. Hết rồi, còn như đây thôi. Trời ơi, nếu mà mình đi sớm là nhìn đầy nó đà lắm nha. Đã lắm con. Dạ, để có dịp nào đi sớm với khách được không? Quý vị thân mến, chiều hôm nay Phương ta đang có mặt tại địa phận tỉnh Bình Dương quý vị ạ. Thì khi mà đi ngang qua đây á, Phương thấy có chiếc xe bán bánh miền Tây nè quý vị. Nhìn ngon hấp dẫn lắm. Nên Phương ta muốn quay và chia sẻ giới thiệu đến với toàn thể quý vị. Một ly như vậy là mình bán bao nhiêu vậy chị? 12 ngàn. À 12 ngàn. Ở trên đây chị đựng trong ly sẵn á, nhìn đẹp sạch sẽ lắm. Đó. Bánh cây đồ cũng đồng giá luôn á chị. 12 ngàn. Nước dừa nè. Bên đây là bánh tầm. Dạ, mấy cái bánh này là mình tự làm luôn hay sao vậy chị? Làm hết à, làm buổi sáng, buổi chiều ra đây bán. Thì như vậy là mình bán từ mấy giờ hả chị? Chị bán cỡ 7 giờ là chị về. Có bữa rồi bán chậm rồi thì 7 mấy, dạ. 6 mấy giờ. Ngày nào mình cũng ngồi ở đây hay là mình có đẩy đi không chị? Không, một hồi chị ra chợ, chiều một chút ra chợ. À, chị đã chờ thú cho một á hả? À. Dạ. Thì quý vị nào mà đến đây mà không có thì ra chợ thủ dầu một. Chị có số điện thoại không? Có khách nào mà muốn ăn á có thể gọi cho mình. Có. Dạ, số mình là bao nhiêu cho em xin với chị hả? 0965. Dạ. 4107 luôn. Dạ. 43. Dạ. Để vậy bán mới kịp chứ còn dạ. Nhiều khi là 2-3 người lợi á không kịp. Này mình không cắt hả chị? Không, để vậy có nhiều người ta chịu cắt thì mình cắt. Còn không cắt thì để vậy người ta chưa ăn. Dạ. Thấy ở đây chị để màu tự nhiên ha. Mà không bánh chuối này là không có màu luôn á. Dạ, màu thấy tự nhiên đó. Còn cái này là lá dứa. Dạ. Lá dứa luôn, cái này cũng là lá dứa luôn. Dạ. Thơm lắm. Mấy giờ là chị để ra đó? Cả 4 giờ 40 giờ đã đầu chị đẩy. Dạ. Tại vì bây giờ ở ngoài đó còn nắng phải không chị? À, tại vì chị đứng trước cửa nhà người ta đợi người ta 4 giờ rưỡi 5 giờ người ta chọn á. Dạ. Chị đứng ké chỗ đó. Dạ, chị lấy cho em một sọc cầm đi. Mình bán xe bánh này được lâu chưa hết chị? Chị bán cũng mười mấy năm rồi mà biết sao không? Chị về quê á. Về quê rồi chị cũng mới lên lại. Dạ. Quê mình chắc miền Tây vậy hả? À, Trà Vinh. Trà Vinh. Đó, chờ thêm bít mè nữa. Bình nước dừa. Cốt. Không có trang cho luôn hơn là để vậy. Dạ thôi để lại đi chị. Như vậy là 12 á chị hả? Ừ. Dạ. Còn cái ngắn gì thêm nữa không? Dạ lấy cho em ít bánh cây nữa đi. 5 cái được không? Dạ được. Chị rớt ở đây cho em thử cái nha. Dạ. 5 cái. Đây vậy. Không biết là có cây hay không nha. Mà nhìn thèm quá. Ăn trước đó. Đây còn mấy cái này. Mấy cái cưng. Mấy không hết luôn rồi. Khách mua hết bánh bánh cam đường cát trắng. Dạ, bánh cam đường cát trắng. Còn cái này là đường mía. Còn bánh bớt không vậy là bao nhiêu cái chứ? 4 ngàn. Rồi hết luôn rồi, còn nữa không chị? Chị thêm em cái nha. Khá đều. Thêm em cái.
cái nha. Thêm một cái, mua nhiều khuyến mại. Dạ, cảm ơn nha. Gì nữa không em, bánh cuốn gì nữa không? Tại vì nãy có khách mua cái Fuda quay khách. Ở trên đây Fuda thấy hình như là hành đó quý. Mấy cái chấm chấm này là hành phải không chị? À, hành rồi có xả trong đó. Xả với lại ớt ha. Dạ, cái này là khoai mì chị ạ. Khoai mì. Khoai mì chiên. Thơm mà giòn ghê. Ở ngoài dùng rộng luôn à. Ở ngoài giòn, bánh này bánh mặn á, bánh mặn. Ở ngoài giòn, ở trong dẻo mà thơm mùi xà. Cay thôi, ngon. Cái này gánh thôi. Ngon ghê. Được vậy á. Vì nào mà muốn ăn nhiều á thì mua một ly nè, 12.000. Đây quý vị ơi, Fuda gặp chị là ngay cái góc đường này nè quý vị. Đường Hai Bà Trưng với lại Văn Công Khanh nè. Đối diện bên kia là trường tiểu học Mỹ Trại nha quý vị. Và chị đứng ở đây nè. Mà xung quanh ở đây á, Fuda thấy có nhiều gánh hàng rong lắm quý vị ơi. Nè. Ở bên kia là có một gánh tàu hù quý vị. Cánh tàu hù ở bên đây nè. Bên đây là có phô mai que nè. À, ở đây thì có tàu hù nóng nè. Và hồi nãy á, Fuda vừa mới nói chuyện với chị á, là đối diện bên kia có một xe bánh đúc với lại một xe bánh chị. Mà Fuda không biết là bánh chị là bánh gì. Bây giờ Fuda sẽ đi qua hỏi thăm, cũng như là xem và xin phép quay, chia sẻ, giới thiệu đến với tất cả quý vị nha. Đây, nghe chị ở đây nói là bên đó là bánh chị. Để mình qua mình xem nó có gì. Nhiều ghê. Lâu lâu đi về đây nó lạ quý vị, mát mẻ lạ. Thì mình qua đây mình xem. Đây vị ơi, Fuda qua đây thì thấy cô đang bán bánh đúc nè. Dễ thương không? Dạ. Cô bỏ ở trên một chiếc xe máy quý vị. Mà hình như là sắp hết rồi hay sao á. Bánh chị, bánh chị. Còn bên đây là bánh chị nữa quý vị. Để tí Fuda qua hỏi thăm cô. Để bây giờ mình xem cái bánh đúc của cô này sao nữa quý vị. Bánh đúc mình bán sao vậy cô? À, 12.000 hộp bà con ra chai. 12.000 một hộp. Dạ. Ủa, ngày nào mình cũng đứng đây bán hay sao cô? À, ngày nào cũng đứng đây không cô. Dạ. Ở trên đây thì Fuda thấy là có đậu phộng với lại hành phi thôi quý vị. Với lại ớt. Với lại bên đây là rau. À, bên đây là bánh đúc. Mà như là có nhiều loại. Có nhiều loại hết cô? À, bánh trắng với bánh mòn con trai bánh... Nó nhiều lắm, hôm nay là tại vì con loại là không có đấy cô Lê. Bánh trầm nữa nè, bánh đúc nè. Rồi bánh chuối nè, bánh bột lọc nè, nhiều bánh lắm. Dạ, nhiều. Ừ, cô vui vẻ quý vị. Mà thấy cô làm sạch sẽ nha. Gọn gàng sạch sẽ lắm. Cái này là bánh khoai môn hay bánh gì vậy cô? À đúng rồi, bánh này là khoai môn đó con cha con chơi. Dạ, đồng giá 20 luôn hả cô? Có 12.000 thôi con chơi. À luôn, đồng giá 12.000. Cô Lê bán 12.000. Dạ. Cái gì cô Lê cũng bán 12.000 cả. Cứ nhầm ở trên Sài Gòn quý vị. Đây xem một hộp nè. Thôi đó. Cắt sẵn đi mình bán cho nhanh. À. Cô lấy cho con một loại, một hộp mà hai loại được không? Được con, được con. Chuối này bán một trời. 12.000 hộp. Cái này bánh trúc em, bánh trúc. Chuối á. À bánh trúc, chuối có 12 luôn cưng. Ủa bánh chuối ở đâu cô? Chuối cho hợp kìa con. À, rau sống. Vậy là không cần. Dạ. Hành phi. Vậy nè con. Dạ. Yeah. À, ớt nữa. Vậy nè con. Dạ. Yeah. Ôi, có gì ăn cái gì nữa không? Chứ nhờ nó lạc á. Nước tương con trai. À, nước tương, nước tương. Dạ. Nước tương. Đó. Hai hộp bánh chuối. Hai hộp bánh chuối nha. Cắt đi.
Con gì hả? Dạ không, không phải, không phải. Rồi, cái này của chú đây. Đi tính tiền đi, tự nhiên kiểu hai. Anh này nhẹ, lỡ chị ai biết. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Dạ, tiền, tiền bay, tiền bay. Rồi, thói này cân. Dạ, 12.000 mà cầm nặng quá, rè quá. Cầm nặng hụt luôn á. Đây, mình xem cô bán chút xíu nha. Ủa, cái kéo coi, đẳng hả mày? Đây là con gái á, con. Con gái của chị bên này. À, con gái của chị bên đây. Rồi, tí qua chị bên đây xem bánh bánh chì luôn. Đó, dạ. Con thích con qua đi. Dạ. Thích con qua đi. Thường ở đây là mình bán từ mấy giờ á con? Cô Lê ra sớm thì cỡ 2 giờ rưỡi cô Lê có mặt ở đây. Dạ. Còn bình thường của cô Lê là 4 giờ tới 4 giờ rưỡi. 2 giờ tới 4 rưỡi. Bán có 2 tiếng rưỡi thôi. Cô Lê bán bánh trong vòng có 2 tiếng à, 2 tiếng rưỡi. Dạ. Dữ lắm là mà bán được nhiều nhiều khay nè không? Bánh lên vậy là. À, bánh chất cao lên. Cho hôm nay mà bây giờ hết rồi. Hết rồi, còn như đây thôi. Trời ơi, nếu mà mình đi sớm là nhìn đầy nó đà lắm nha. Đỏ lắm con. Dạ, để có dịp nào đi sớm sớm khách cứ phải. Chắc mình bán lâu năm rồi cô hả? Cô bán nay hình như là được 28 năm rồi đó con. Ui chà, gần bằng số tuổi của con luôn rồi. Dạ. Ủa, giờ đây là bán cô hôm Lê bán ở bên Nhật Hưng nhưng mà tại mùa dịch đó cái mất khách hết rồi. Giờ cô Lê qua đây lại. Chị bán đây không ạ? Khách đi tìm cô đó. Khách đi tìm cô. À, khách đi tìm cô. Là vậy là trước đây cô bán ở vị trí khác. Bây giờ cô qua đây. Cô bán bên Nhật Hưng bên kia. Bên dạ. Bên mình chợ á. Dạ. Đến cho 7.000 nha. Dạ, dạ. 12.000 em. Hộp 12.000 nhưng mà mua 7.000 mình cũng bán luôn cô hả? À, bao nhiêu cũng bán. Thậm chí cô Lê còn cho được nữa mà. Dạ, cho luôn. Cho. Dạ. Ví dụ như mấy người mà già già mà không có tiền mà muốn ăn rồi con nghĩ tiền đâu bà ăn. Dạ. Cô cho luôn. Như vậy ai khó khăn đến đây nói cô Lê tiếng là có hộp bánh ăn đó. Đi nghe khỏi nói, nhìn cô thôi là cô cho ăn rồi. Dạ, đó. Đấy, cô rồng rại ghê không? Mấy người già là cô Lê hay cho lắm. Dạ. Nay hết cái kia ha. Dạ sao? Mốt hả? Mốt con còn, con có. Đúng. Ủa, vậy gần hết rồi hả? Dạ, gần hết rồi, con chỉ còn mấy hộp thôi. Nay tại con ra hơi sớm mà. Giờ 2 giờ rưỡi rồi. Hết bánh rồi đã. Con như con vậy, trai mà tới đây là cô Lê cũng cho trai ăn luôn. Dạ. Mình có số điện thoại gì không cô Lê? Có con. Dạ, cho con xin đi, lỡ có ai muốn ăn mà tìm không ra cô á, có thể gọi cho cô. 0383. Dạ, 0383 411 618. Đó là số điện thoại của cô Lê quý vị. Cô vui vẻ nhiệt tình lắm. Mà đặc biệt là bánh nhìn sạch sẽ ngon quý vị. Ở đây thì bánh có rau giá, rồi có đậu phộng, hành phi, nước tương. Và có nhiều loại bánh, bánh khuê bánh môn. Nhiều lắm. Dạ, bánh đúc không. Tại hôm nay con tới là cô Lê có ít á, chứ không là cô Lê nhiều thứ. Dạ. Cô Lê tới một mâm đây là 3 sửng bánh đúc với 1 sửng bánh chuối là 4. Rồi bên đây mâm nhỏ là bánh đúc chành với bánh bột lọc. Dạ. Nãy giờ là thấy khách lai rai quá trời luôn quý vị. Con cho cô Lê cái kéo đi bé. Con ở đâu lận con trai? Dạ, con ở dưới Sài Gòn á. Ồ, vậy hả? Dạ. Ở dưới Sài Gòn cũng lên đây mua bánh cô nhiều lắm đó nha. À, vậy hả cô? Dạ. Nhưng mà ở dưới Sài Gòn ít người bán bánh đúc này lắm cô. Bán bánh bột mà nước dừa thì nhiều. À, đúng rồi. Cô Lê cũng có biết làm bánh đó. Dạ. Cô Lê cũng biết làm bánh đó nhưng mà tại vì bánh đó là xe của cô nó nhỏ quá, cô không có bài được. Hỏi thấy thương không? Thấy bạn ấy quẹo lại. Vô đây. Quẹo chùm tí nào là hết luôn á. Cho họ bánh đúc các bạn. Chết mẹ hết giá luôn. Ờ, lấy hết rồi. Thì cũng mới nói, không biết nãy vậy luôn rồi mà. Dạ, dạ, vô. Ủa? Bạn ấy mà, em ủng hộ. Bà Sáu đó bán lẻ. Ờ, bà Sáu bán lẻ. Đâu, bà Sáu là cho không lấy tiền. Chết cha được quay live stream đó hả? Dạ, live stream. Linh đúc tư lê giả, tư lê lẻ gời. Hả? Gì vậy? Người ta có hai
bữa hôm cũng có một chú lại đây ăn rồi chú quay cô Lê, hồi nào cô Lê đâu có hay đâu, đưa cô Lê lên mạng luôn, cũng đưa cô Lê lên luôn, dễ thương quá. Giờ thì cô Lê về tới thành phố. Bữa hôm là cô Lê ở trên mạng Bình Dương. À dạ. Coi trên Bình Dương. Nay lên mạng thành phố luôn. À nay lên thành phố. Thành phố muốn thành phố rồi. Mai mốt là ra nước ngoài luôn. Có rồi. Hình như là cô Lê cũng có bên nước ngoài luôn rồi đó. Dạ. Cũng có một người đưa cô qua nước ngoài luôn rồi đó. Đây à, sao? Sao? Bị ra mà gãy giò mà mổ rồi. Ủa sao dữ vậy? Đường mổ nó khó sống à. Rồi con cảm ơn cô Lê nha. À, rồi, dạ chúc cô Lê bán đắt nha. Dạ có dịp về đây con ghé lại. À, dạ đi sớm hơn. Dạ, cảm ơn con nhiều. Đây vậy, bên đây mình hỏi thăm chút xíu.